bác sĩ tiết lộ, bị 5 bệnh này tuyệt đối không ăn tiết tô, rất nguy hiểm nên tránh xa. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, tía tô là một loại thảo mộc ăn được có nguồn gốc từ nhiều nước ở châu Á. Đây là loại thảo mộc phổ biến ở Việt Nam với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bởi sự phổ biến này, chúng ta càng phải quan tâm cách sử dụng. Tía tô là một trong những loại gia vị quan trọng nhất trong ẩm thực châu Á. Trước khi được sử dụng để nấu ăn, nó được dùng làm nhiên liệu cho đèn dầu. Nhưng do chi phí quá đắt nên không thể sử dụng thường xuyên. Hiện nay, người ta đã chứng minh rằng loại thảo dược này có nhiều tác dụng hữu ích hơn thế. Tía tô là một loại thân thảo, cây cao từ 0,5 đến 1 mét, phân nhiều nhánh. Thân cây có màu tím hoặc xanh, có lông mịn. Lá tía tô mọc đối, hình trứng hoặc hình tim. Mép có răng cưa. Mặt trên là màu xanh lục, mặt dưới màu tím hoặc xanh tía. Hoa tía tô mọc thành từng chùm ở đầu cành, có màu trắng hoặc tím. Quả tía tô là loại quả bế có màu nâu đen. Tía tô có thể được trồng bằng hạt hoặc dâm cành. Cây ưa sáng và ẩm, thích hợp với đất thịt và đất phù sa. Tía tô có hai loại, đó là loại có lá màu xanh và loại có lá màu tím. Thông thường nó được sử dụng trong nấu ăn ở Nhật Bản và được gọi đó là shiso. Ở châu Á, dầu tía tô được sử dụng làm thuốc và tăng thêm hương vị cho các loại thực phẩm như kẹo và nước sốt. Tía tô chứa đầy axit omega 3. Lá được dùng để tạo hương vị cho đậu phụ. Lá tía tô được dùng làm đồ trang trí trong nhiều món ăn châu Á như súp, salad và sushi. Người dân địa phương luôn sử dụng tía tô với nhiều cách khác nhau. Lá được dùng làm rau, còn hạt được dùng làm dầu ăn tốt cho sức khỏe. Lá tía tô là nguyên liệu đa năng, có thể dùng trong cả món ngọt và món mặn. Lá có hương vị hơi giống với bạc hà và chút hồi thì là, khiến chúng trở nên hoàn hảo để thêm hương vị cho các món xào, súp và món hầm. Lá tía tô cũng có thể dùng để gói sushi hoặc thịt nướng. Loại tía tô màu tím thường được sử dụng làm màu thực phẩm tự nhiên do màu sắc rực rỡ của nó. Khi được sử dụng trong món ăn tráng miệng, lá sẽ tạo cho các món ăn có màu hoa oải hương tuyệt đẹp. Ngoài công dụng trong ẩm thực, lá tía tô còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Lá rất giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm, giúp chúng có hiệu quả trong việc điều trị một số thứ từ dị ứng đến khó tiêu. Trên thực tế, có rất nhiều cách để sử dụng lá tía tô như đắp, tông, uống. Trong đó, uống lá tía tô là cách đơn giản và dễ thực hiện nhất. Dưới đây là một số lợi ích của việc uống nước lá tía tô. Giải cảm, hạ sốt, trị ho. Lá tía tô có tính ấm, có tác dụng phát tán phong hàn, hóa đờm, giải độc, rất tốt cho việc giải cảm, hạ sốt, trị ho. Nước lá tía tô có thể giúp giảm các triệu chứng như cảm cúm, sốt, đau đầu, ho, hắt hơi, sổ mũi, trị mụn nhọt, mẩn ngứa. Lá tía tô có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, rất tốt cho việc trị mụn nhọt, mẩn ngứa. Uống nước lá tía tô có thể giúp giảm mụn, giảm viêm, giảm ngứa. Giảm cân đẹp da, lá tía tô có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, đặc biệt là axit béo omega 3, có tác dụng chống oxy hóa, giảm viêm, giúp giảm cân đẹp da. Uống nước lá tía tô có thể giúp tăng cường trao đổi chất, giúp đốt cháy mỡ thừa, đồng thời giúp làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa. Mặc dù không thể phủ nhận các lợi ích từ việc uống nước lá tía tô mang lại, nhưng không phải ai cũng có thể uống nước lá tía tô. Vậy những người nào không nên uống nước lá tía tô? Với những lợi ích cho sức khỏe như trên, việc nắm được những người nào không nên uống nước lá tía tô cũng rất quan trọng.
Sau đây là những người không nên uống nước lá tía tô. Người có biểu hiện nóng trong người. Lá tía tô có tính ấm, vì vậy những người có biểu hiện nóng trong như nổi mụn nhọt, mẩn ngứa, đau họng, táo bón, không nên uống nước lá tía tô. Việc uống nước lá tía tô có thể khiến các triệu chứng này trở nên nghiêm trọng hơn. Phụ nữ có thai. Thông thường, nước lá tía tô được khuyến khích cho phụ nữ có thai để quá trình sinh sản dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa có minh chứng cho điều này, thậm chí còn gây ra nhiều vấn đề. Vốn dĩ cơ thể của phụ nữ có thai nóng hơn người bình thường. Nếu uống nước lá tía tô dài ngày có thể dẫn đến tăng huyết áp và các biểu hiện như phía trên. Nhưng không có nghĩa là việc uống nước lá tía tô là tuyệt đối không nên ở phụ nữ có thai. Các mẹ bầu vẫn có thể uống để giải cảm, nhưng với liều lượng hợp lý. Người bị huyết áp. Lá tía tô có thể làm tăng huyết áp. Vì vậy, những người bị huyết áp cao không nên uống nước lá tía tô. Người bị viêm loét dạ dày tá tràng. Lá tía tô có thể kích thích dạ dày. Vì vậy, những người bị viêm loét dạ dày tá tràng không nên uống nước lá tía tô. Người bị rối loạn tiêu hóa. Lá tía tô có thể gây ra các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu. Người bị dị ứng với lá tía tô. Có một vài trường hợp bản thân người bệnh không biết mình bị dị ứng với lá tía tô. Do đó, trước khi dùng, bạn nên thử uống với một lượng nhỏ lá tía tô. Nếu sau một ngày mà không thấy xuất hiện triệu chứng bất thường thì bạn có thể không bị dị ứng với lá tía tô. Các triệu chứng dị ứng khi uống lá tía tô có thể bao gồm như nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, khó thở, v.v. Ngoài ra, quý vị cũng không nên uống quá nhiều nước lá tía tô trong một thời gian dài. Uống quá nhiều nước lá tía tô có thể gây ra các tác dụng phụ như sau. Chướng bụng đầy hơi, mệt mỏi, khó chịu, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh thắc mắc những người nào không nên uống nước lá tía tô, nhiều người cũng quan tâm đến cách làm nước lá tía tô như thế nào cho đúng. Đầu tiên ta cần chuẩn bị 50g tía tô tươi, 200ml nước lọc. Cách làm như sau. Rửa sạch lá tía tô, bỏ lá úa héo. Cho lá tía tô vào nồi, sau đó đổ nước lọc vào đun sôi. Đun sôi nước lá tía tô trong khoảng 10 phút, sau đó tắt bếp. Để nguội, lọc lấy nước uống. Có thể thêm một chút đường hoặc mật ong vào nước lá tía tô để dễ uống hơn. Nước lá tía tô không chỉ là một loại rau trong bữa ăn hàng ngày mà còn là một loại thảo mộc đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sau đây là một số công dụng đặc biệt. Thứ nhất, hỗ trợ điều trị hen suyễn. Theo y học cổ truyền Trung Quốc có lịch sử lâu đời, tía tô là một loại cây thảo dược cổ điển được sử dụng rộng rãi để chống lại bệnh hen suyễn nhờ thành phần luteolin trong tía tô có tác dụng giãn các cơ chân của khí quản. Ngoài ra, dữ liệu trong một nghiên cứu năm 2021 cho thấy chiết xuất từ lá tía tô có thể làm giảm đáng kể các chất trung gian gây viêm và làm giảm phản ứng dị ứng tức thì với chứng viêm đường hô hấp. Từ kết quả đó cho thấy lá tía tô có khả năng hỗ trợ điều trị hen suyễn. Thứ hai, điều trị bệnh tiểu đường. Trong nghiên cứu của các chuyên gia năm 2018, sử dụng chiết xuất từ lá tía tô có tác dụng hữu ích đối với tăng đường huyết, rối loạn lipid máu, không dung nạp glucose và insulin. Từ đó cho thấy lá tía tô có tiềm năng phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường type 2. Ngoài việc dùng lá tía tô, người bệnh tiểu đường có thể tham khảo sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường. Các thực phẩm chức năng chứa tác dụng giúp kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường. Thứ ba, chống trầm cảm. Theo nghiên cứu của Hiroshi Takada, acid romarinic và acid caffeic, những hợp chất này được tìm thấy trong lá tía tô đều có hoạt tính chống trầm cảm. Đặc biệt, tía tô cũng là một thành phần quan trọng trong loại thuốc chống trầm cảm Pansia, một công thức
y học cổ truyền của Trung Quốc được sử dụng lâu đời. 4. Chống ung thư. Chiết xuất lá tía tô được báo cáo là có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư, ức chế sự phát triển của các tế bào u gan, ung thư máu ở người. Đặc biệt, một nghiên cứu đã cho kết luận rằng chiết xuất từ lá tía tô có tác động chống lại các tinh chất đặc trưng của tế bào ung thư như tăng trưởng không giới hạn, hoạt động chống lại quá trình apoptosis, kích hoạt sự xâm lấn và di căn trong ung thư ruột kết và ung thư phổi tại ống nghiệm. Thứ năm, chống oxy hóa cho cơ thể. Dịch chiết lá tía tô được chiết xuất bằng phương pháp GPPH chứa các hoạt chất như axit romycinic, luteolin có hoạt tính chống oxy hóa và kháng khuẩn theo một nghiên cứu vào năm 2021. Ngoài ra, các thí nghiệm trong ống nghiệm đã chứng minh rằng tía tô đỏ có hoạt tính chống oxy hóa mạnh hơn tía tô xanh. 6. Bảo vệ tim mạch. Dầu tía tô cũng được biết là chứa tới 59% axit alpha-leoninic. Đã được báo cáo cho thấy đặc tính chống xơ vữa động mạch ở chim cút Nhật Bản. Từ đó cho thấy khi sử dụng dầu tía tô trong chế độ ăn làm tăng axit béo chuỗi dài, giúp duy trì các mạch máu khỏe mạnh, giữ cho chúng không bị cứng và dễ bị tích tụ màng bám bảo vệ tim mạch. Chất chống oxy hóa trong tía tô giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol trong thực phẩm bạn ăn, giữ chúng không bị tích tụ trong động mạch và tránh gây ra một số vấn đề nghiêm trọng về tim mạch. Thứ 7. Hỗ trợ tiêu hóa. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ lá tía tô được ghi nhận có tác dụng cải thiện chứng đầy hơi khó chịu ở bụng, chống co thắt và chống viêm, nhất là đối với phụ nữ. Đối với nhu động đường tiêu hóa, dầu tía tô có tác dụng nhuận tràng và tăng nhu động dạ dày ở người bị táo bón thông qua nghiên cứu của Mohammad Aziz được đăng tải trên tạp chí Khoa Dược Phẩm Malaysia năm 2010. Lá tía tô có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa nhưng không phải là phương pháp điều trị duy nhất. Bạn có thể kết hợp sử dụng với sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa để đạt hiệu quả tốt hơn. 8. Bảo vệ hệ thần kinh. Axit linoleic chứa trong lá tía tô cho thấy tác dụng chống viêm, chống lại sự chết tế bào thần kinh, bảo vệ hệ thần kinh và ti thể trong não. Thêm nữa, dầu tía tô sử dụng và bổ sung vào điều trị tiêu chuẩn như một liệu pháp chống oxy hóa, bổ sung ở bệnh nhân sa sút trí tuệ mức độ nhẹ đến trung bình, rèn luyện trí não ở người già bị suy giảm nhận thức nhẹ. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy sử dụng luteolin lâu dài ở chuột đã cải thiện tình trạng thiếu hụt nhận thức và tổn thương tế bào thần kinh do giảm tưới máu não mãn tính gây ra. Từ đó, bảo vệ chức năng khớp thần kinh và tăng cường trí nhớ trong các rối loạn thoái hóa thần kinh. 9. Cách dùng và liều dùng lá tía tô. Ngoài việc sử dụng như vị thuốc, lá tía tô còn được sử dụng như một loại rau ăn hàng ngày, dùng để trang trí hoặc làm hương liệu cho một số món ăn. Lá tía tô có thể dùng ở dạng tươi hoặc sấy khô. Liều lượng điển hình trong công thức thuốc sắc của lá tía tô là 6 gram mỗi liều hàng ngày, khoảng 3 đến 12 gram mỗi ngày khi kết hợp với các loại thảo mộc khác. Có thể pha trà lá tía tô bằng cách ngâm 16 gram thảo mộc, thêm đường nâu vào và sử dụng cho giai đoạn đầu khi bị cảm lạnh. Quý vị thân mến, dân gian thường nói, tía tô là thần dược cứu người khỏi bàn tay tử thần. Vì sao lại như vậy? Thứ nhất, giải độc do ăn cua cá. Giã nát tía tô vắt lấy nước uống hoặc rắc 10 gram lá khô lấy nước uống lúc nóng. Hoặc dùng bài thuốc tử tô giải độc thang gồm lá tía tô 10 gram, gừng tươi 8 gram, sinh cam thảo nước 600ml, rắc còn 200ml uống nóng chia 3 lần trong ngày. Thường khi ăn ốc, cua hoặc gỏi cá, người ta thường ăn kèm rau sống có lá tía tô
để phòng tránh ngộ độc. Thứ hai, chữa dị ứng do ăn hải sản hay tiếp xúc với lạnh. Lấy một nắm lá tía tô giã nát hoặc lấy nước cốt uống, bã đắp hoặc trà sát lên nơi bị dị ứng. Lưu ý cần tránh gió và không được dầm nước. Thứ ba, giải cảm. Lá tía tô tính ấm, vị cay là vị thuốc dân gian hay dùng để trị cảm mạo. Khi bị sốt, có thể xông lá tía tô cùng với một số lá xông khác để giải độc tố và thoát mồ hôi. Cháo tía tô với hành lá, có thể cho thêm trứng gà, cũng là món ăn giải cảm đơn giản mà hiệu quả, giúp phục hồi sức khỏe. Thứ tư, bệnh về đường ruột. Uống nước trà lá tía tô giúp tăng cường sức khỏe, hệ tiêu hóa và chữa trị các bệnh về đường ruột cũng như dạ dày. Khi dùng chung với lá bạc hà và các loại thảo dược khác, lá tía tô giúp xoa dịu triệu chứng khó chịu, ợ nóng, đầy hơi, đau bụng. Ngoài ra, thành phần kháng khuẩn trong lá tía tô còn kích thích hệ miễn dịch, giúp xoa dịu các triệu chứng đau và nhức cơ bắp. Lưu ý, tuy lá tía tô mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng cần lưu ý khi sử dụng các loại thảo dược này. Không nên dùng chung lá tía tô với các loại thuốc đặc trị khác vì có thể gây phản ứng thuốc. Bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp cũng không được nên dùng vì tinh dầu có trong lá tía tô sẽ gia tăng áp lực lên đôi mắt. Người sắp phẫu thuật hoặc dị ứng cũng nên cẩn thận vì lá tía tô có thể gây tình trạng hôn mê kéo dài hoặc chóng mặt, nôn mửa. Thứ năm, cách trị ho bằng lá tía tô cực đơn giản mà hiệu quả. Theo y học cổ truyền, lá tía tô là một vị thuốc chữa bệnh và phòng bệnh tuyệt vời. Mặc dù tính ấm, vị cay, nhiều tinh dầu và có tính kháng khuẩn và diệt khuẩn cao, nhưng tía tô không gây nóng vì có nhiều chất xơ. Các chuyên gia khuyến cáo, bản thân lá tía tô là một loại thuốc, vì vậy không nên tự ý dùng bừa bãi với liều lượng quá nhiều. Nếu dùng lâu ngày có thể khiến người mệt mỏi, kém ăn, thở nông, choáng váng, táo bón, tiểu tiện đỏ. Chú ý, không nên dùng tía tô trong trường hợp cảm nóng. Nhiều người mồ hôi sử dụng cần thận trọng. Dưới đây là một số bài thuốc trị ho bạn có thể tham khảo để áp dụng. Ho do hen suyễn. Lấy 90g hạt tía tô đem sao cho thơm, tán thành bột mịn rồi ngâm vào 1 lít rượu trong 10 ngày. Sau 10 ngày đem ra chắt lấy nước, bỏ xác, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần khoảng 200ml. Cách này chỉ áp dụng cho hen suyễn có đờm trắng đục, nặng ngực. Nếu ho đàm vàng, cổ khô, miệng khát, môi đỏ thì không dùng. Ho kèm theo nôn mửa. Lá tía tô đun với nước thật lâu, gạn bỏ xác lá rồi nấu cô đặc lại thành cao. Đậu đỏ đem rang cho vàng, tán nhỏ trộn với cao tía tô ở trên và viên thành hạt để uống. Thuốc này dùng khi ho kèm theo nôn, chảy máu, tiêu chảy sẽ hạn chế chảy máu, giảm ho. Ho mất tiếng. Lấy 30g mận tươi và 5 quả đại táo đem giã nhuyễn nấu lấy nước. Khi nước sôi, cho vào ấm trà có 6g lá tía tô và 3g lá trà để hãm uống như uống trà. Mỗi ngày uống 2 lần liên tục, 10 ngày chữa ho mất tiếng, tắc nghẹn do rối loạn thần kinh. Ho ở trẻ nhỏ. Để thực hiện cách này, bạn nên chuẩn bị lá tía tô hoa đu đủ đực. Hoa khế đem rửa sạch. Cho tất cả vào chén sứ, thêm đường phèn và chút nước, rồi đun cách thủy trong 15 phút. Sau đó uống chậm từ từ để thuốc ngấm vào lưỡi. Vừa uống nuốt, vừa vuốt từ cằm xuống rốn. Ngoài ra, lá tía tô còn được áp dụng hỗ trợ trong các trường hợp sau. Làm đẹp da. Lá tía tô phơi sạch và pha như pha trà, uống hàng ngày để làm trắng da, tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa, làm mềm những vết chai sần trên da. Để tăng hiệu quả, bạn có thể dùng cành và lá tía tô tươi, thái nhỏ, rửa sạch, ngâm vào nước sôi trong khoảng 15 phút, hòa cùng với nước lạnh đến độ ấm vừa đủ, tắm khoảng 4 lần một tuần.
Với những vùng da có nhiều mụn thịt, mụn cóc, chị em hãy giã nát một nắm tía tô tươi rồi chà lên vùng da có vùng mụn thịt, mụn cóc. Sau đó lấy băng gạc hoặc băng dính cố định bã tía tô ở vùng da này. Thực hiện phương pháp này liên tục trong vòng 1 đến 2 tháng thì sẽ thấy mụn giảm dần hoặc biến mất. Chữa dạ dày. Lá tía tô có chứa tannin và glucosid, có tác dụng chống viêm, làm se vết loét, vết sẹo và giảm sự tăng axit dạ dày. Theo các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, nếu dùng ở dạng nước sắc, lá tía tô không chỉ có tác dụng giảm đau, giảm dịch vị xuống mức bình thường ở những bệnh nhân đau dạ dày mà còn giúp bệnh nhân ăn ngon và ngủ tốt hơn. Chữa mề đay mẩn ngứa. Người bị mề đay mẩn ngứa do tiếp xúc ánh nắng mặt trời, do côn trùng, do tiếp xúc với khí lạnh, nước lạnh, dị ứng thực phẩm, có thể dùng tía tô giã nhỏ bắt lấy nước uống, phần bã để sát vào chỗ da bị nổi mẩn sẽ đỡ rất nhiều, ngứa ngáy cũng giảm đáng kể. Lưu ý, sau khi sát lá tía tô, khi khô đi thì cần bỏ hết bã và tắm lại bằng nước ấm thật sạch. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Chuyện yêu. Anh đi trước, tới lúc mày đi thì đã có anh ở đó, không phải sợ gì nữa. Mày ở nhà cố gắng học hành chăm chỉ. Sách tâm lý nói con gái tuổi như mày dễ bị rủ rê lắm đó, biết không? Cố gắng phụ giúp má công việc ruộng rẫy, mai mốt anh học xong thì nhà mình không phải khổ nữa. Anh hai nói với tôi, cũng nhằm cho má nghe, mà biết anh đã khôn lớn rồi, má không cần phải lo cho anh. Mắt má đỏ hoe, nhưng miệng má cười tự hào. Đợi má quay sang người hàng xóm, cũng là phụ huynh đưa tiễn con lên thành phố học đại học. Anh hai ghé miệng vô tai tôi, nói thật nhỏ và nhanh. Hễ ông bảy qua nhà kiếm cớ mượn cái thang, thì mày nói là nó bị gãy rồi, để ông hỏi qua nữa lại nghe, nghe chưa? Tôi mạnh mẽ gật đầu. Lời dặn dò của anh hai trên bến xe ngày đó, tôi chỉ thực hiện một nửa, nửa còn lại dính tới ông bảy thì tôi chịu. Tôi giấu cái thang đi và nói gãy rồi đúng như lời anh hai dặn. Thì ngày hôm sau, ông bảy đem qua cái thang mới làm bằng tre già chắc nụi, ân cần nói. Cái thang này để hai má con cua quạng nhện trần nhà với quét bụi bặm trên đầu tủ, chờ đàn bà con gái không nên leo trèo, có gì cần cứ kêu bác đừng ngại. Đang phơi phóng mà mây đen kéo tới, bác con tôi cuống cuồng cào cào xúc xúc và kéo lê từng bao đậu thì ông bảy xuất hiện, hai cánh tay rắn giỏi túm lấy bốn góc tấm bạt và vèo một cái, cả sân phơi đã nằm gọn ở góc nhà. Rồi thì đài báo bão, ông bảy nhắc tôi chở gạo đi xay, còn ông leo lên chằng mái nhà. Xay gạo về, tôi nấu cơm, còn má đi chợ. Từ trên mái nhà, ông bảy suýt xoa mùi cơm sôi. Gạo mới thơm quá hả con? Tôi buột miệng. Dạ, chút nữa mời bác ở lại ăn cơm. Ở quê giúp nhau rồi mời cơm là chuyện bình thường. Vậy nhưng khi trả lời điện thoại anh hai gọi về, không hiểu sao tôi không thể bình thường được. Tôi kể cho anh nghe chuyện con mèo, con chó, bầy gà và chiều nay má nấu món canh rau tập tàng. Khi anh hỏi, ông bảy còn qua nhà mình nữa không? Tôi lại trả lời bằng cách giả bộ hỏi lại, qua làm chi? Rồi lảng qua chuyện khác. Hình như ông bảy biết anh hai không thích mình, nên Tết đến anh hai về, ông bảy tránh mặt. Xong ông đợi tôi ở đầu đường với chậu hoa cúc và nụ cười đôn hậu. Hơi nặng tay à nghe, con chịu khó bưng về chừng trong mấy ngày Tết cho vui. Chậu hoa khá to và nặng, tôi bưng đi được 5 bước thì phải đặt xuống đất nghỉ tay một hồi mới tiếp tục 5 bước khác. Lúc tôi kệ nệ về tới cổng thì anh hai phóng ra đường, nhìn ngược nhìn xuôi, cái kiểu như dòm coi có tên con trai nào tặng hoa cho tôi không. Mà vì anh sợ nên không dám tới thẳng nhà.
Không thấy tên con trai nào, chừng như quê độ, anh cau mày. Mua ở đâu, sao không kêu người ta chở tới nhà mà tự bưng cho đau tay? Tôi đợi má thắc mắc luôn thể, mà má chỉ cười cười không nói. Anh hai nhăn mặt nhìn má, rồi nhìn tôi, cứ như là má cưng chiều quá, coi chừng con gái bị hư vậy. Qua Tết, chuẩn bị trở về thành phố, anh hai lại dặn dò. Ở nhà nhớ chăm chỉ học hành, đừng có đàn đúng bạn bè mà sau này hối hận đấy. Anh tiếng là ở thành phố mà không dám chơi đâu nghen. Vừa học vừa làm kiếm tiền để dành mai mốt. Mày về đó học không phải cực như anh bây giờ, hiểu không? Cực như anh bây giờ là sao? Tôi hỏi. Ngài nói sinh viên thành phố vừa học vừa làm là chuyện bình thường. Qua miệng anh hay nghe cực khổ khác thường. Có phải anh lấy đó làm cớ để dạy dỗ tôi không? Anh hay hình hũi. Đi làm kiếm tiền vừa đủ trang trải ba bữa cơm sinh viên thì nói làm gì? Kế hoạch của anh là đến lượt mày đi học thì anh sẽ có tiền thuê một căn hộ tươm tất có 2 phòng. Cho mày riêng 1 phòng, chứ không phải chịu cảnh 4-5 đứa ngồi trong 10 mét vuông, hiểu chưa? Rồi anh sẽ đón má lên ở với anh em mình luôn. Tôi há miệng trong nỗi ngạc nhiên vui sướng và thấy nể phục anh hai quá chừng. Còn má thì mỉm cười, đỏ hồng cả khuôn mặt. Khi đó tôi chưa hiểu niềm vui của người đàn bà đơn chiếc mong được nương tựa vào con gái. Chỉ nghe nói hai anh em đi học, đi làm về, có má ở nhà nấu cơm canh nóng sốt cho ăn là tôi vui rồi. Tuy nhiên, khi tôi lên thành phố nhập học thì anh hai đón tôi từ bến xe, chở thẳng về ký túc xá. Chưa kịp hết ngạc nhiên trước dáng vẻ sang trọng quá chừng của anh hai thì tôi rơi vào nỗi sửng sốt trước tấm bảng ký túc xá. Đời sinh viên phải ở ký túc xá mới vui, anh hai nói. Mà không dễ xin vô đây đâu nghen. Tiêu chuẩn là phải có xác nhận hoạt động phong trào này kia mới được, mà mày thì không có nên anh nhờ người quen xin dùm đó. Tôi ngơ ngác. Bản tính là anh em mình ở với nhau cơ mà. Đại học là người lớn rồi, tự lập dần đi là vừa. Anh hay nói như thể tôi là đứa ăn bám phiền phức. Tôi nuốt cục tức đang ngang ở cổ. Lỡ má hỏi thì em nói sao đây? Thì cứ nói là mày ở với anh, má ở tận quê xa sao mà biết được. Nhưng sao em phải nói dối má? Thì tùy mày, mày muốn nói sao thì nói. Má buồn hay vui là do mày. Tôi rơi vào cảnh rối mù và tủi thân. Rồi tôi tự nhủ, chắc anh hai gặp sự cố gì đó kinh khủng lắm nên mới xa vậy. Tôi tự an ủi, thôi ráng đợi đến khi anh hai gỡ rối xong thì tôi kể hết cho má nghe, mét với má. Ngày tháng trôi qua mà chẳng thấy gì thay đổi. Thỉnh thoảng anh hai ghé qua hỏi han vài câu cho tôi tiền, rồi anh vội vàng đi để lại mùi nước hoa sang chảnh. Ngạc nhiên nhất là anh hay hỏi, mày có người yêu chưa? Khiến tôi tưởng mình bị ù tai. Mấy đứa bạn cùng phòng suýt xoa khen tôi có ông anh tâm lý quá chừng, còn tôi thì hoang mang. Anh hai bây giờ khác quá, khác với anh hai mỗi khi về thăm nhà. Bạn tôi còn khen anh hai sành điệu, hàng hiệu từ tóc xuống giày, khiến tôi suy nghĩ. Liệu có phải anh hai mộng làm ăn lớn nên phải trau chuốt dáng vẻ bề ngoài đến vậy? Nhưng anh làm gì mà giấu không muốn cho tôi biết? Mơ hồ trong nỗi bất an, tôi tính chuyện theo dõi anh hai. Hùng, tên con trai hay kiếm cớ đem tài liệu đến cho tôi, cũng là một tài xế xe ôm ngoài giờ đi học. Tôi nói để tôi trả tiền xăng. Hùng xua tay nói được tham gia vào cuộc theo dõi như phim là đủ phấn khích rồi. Hùng phải trả tiền cho tôi mới đúng. Lý lẽ của kẻ si tình nghe buồn cười thật. May mà đường đông đúc kẹt xe nên Hùng mới đuổi kịp anh hai. Chứ xe của Hùng là xe quê, còn xe của anh hai là SH. Chiếc xe SH chạy qua cổng một chung cư cao cấp. Tôi và Hùng vô quán trà sữa bên kia đường nhìn qua. Rồi tôi thấy anh hai đi bên cạnh một cô gái rất đẹp và sang trọng. Gương mặt anh rạng ngời hạnh phúc, hẳn là anh hai yêu sâu đậm lắm. Người ta không có lỗi khi yêu một cô gái quá khác biệt với hoàn cảnh của gia đình mình.
Tôi tự nhủ, tôi biện hộ cho anh hai. Rồi tôi hình dung ngày anh hai đưa cô ấy về quê chào má. Chắc cô ấy sẽ lắc đầu khi thấy gia cảnh tôi, và đó là điều anh hai lo ngại nhất. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao anh hai hay hỏi tôi có người yêu chưa. Có lẽ anh nghĩ khi biết tôi yêu sẽ biết thông cảm. Mà thông cảm làm sao đây? Khi gõ tên chung cư cao cấp đó lên mạng thì màn hình hiện ra một con số khiến tôi choáng váng. Chỉ riêng tiền thuê căn hộ, phòng ngủ ở đó cũng đã gần 20 triệu đồng một tháng. Hẳn anh hai phải tốn tiêu ghê gớm lắm để trở thành cư dân nơi sang chảnh cho xứng đáng với cô ấy. Biết nói với má sao đây? Những cuộc điện thoại má hỏi thăm anh hai dạo này sao rồi như một lời nhắc nhở. Tôi thấy thương má và thấy mình bất lực vô cùng. Tôi muốn nói với má rằng đợi con học xong thì con sẽ. Nhưng chợt nhớ ra trước đây anh hai cũng hứa hẹn như vậy nên tôi im bặt. Tôi có thay đổi như anh hai không? Tôi có trở thành một cô gái phủ đầy hàng hiệu và né tránh xuất thân nhà quê của mình không? Tôi chợt nhận ra lời hứa có sức mạnh đến thế nào, cũng lời hứa hẹn gây khó con người ta đến thế nào. Từ khi nghe anh hai nói, má hy vọng lắm. Niềm hy vọng khiến má tươi tắn và khỏe khoắn hơn. Mỗi lần ông bày qua nhà, má hay kể về viễn cảnh sum họp gia đình nơi thành phố. Ông bày nói như chung vui: có đứa con trai giỏi giang, hiếu thảo vậy là mừng cho chị. Mà giọng buồn thiu. Sau đó tôi thấy ông qua nhà nữa. Vậy nhưng mùa thu hoạch phơi phóng đầy sân, khi mây đen kéo tới, ông vẫn đến giúp. Chỉ có điều tôi mời ở lại ăn cơm vì ông nói có việc phải về nhà ngay. Khi đó tôi nghĩ ông bảy là hàng xóm tốt bụng. Giờ thì tôi hiểu một mối tình đã tan vỡ. Không giận anh hai dốc hết lòng cho tình yêu đến mức bỏ rơi tôi và má. Tôi giận vì điều khác. Mong tôi biết yêu để biết thông cảm. Vậy sao anh biết yêu rồi mà vẫn khó chịu? Không muốn ông bảy qua nhà, đã không thể về quê với má và cũng không đón má lên ở cùng. Sao anh nỡ để má phải một mình? Hùng nói tôi dạo này đăm chiêu nhìn như một bà già. Tôi cũng tự thấy mình già hẳn. Bỗng thấy mấy đứa chung phòng cười cười nói về ước mơ và hạnh phúc thật quá nhí nhố. Tôi không thể vô tư như vậy được nữa. Tôi thấy ước mơ rất dễ tan vỡ và hạnh phúc sao quá mong manh. Trời mưa, Hùng đón tôi trên đường từ thư viện về. Chui người trong chiếc áo mưa sau lưng Hùng, tôi chợt hỏi có khi nào tụi mình rơi rồi tan biến như những giọt mưa. Hùng cười, nói năng khùng khùng vậy là triệu chứng nhớ nhà nặng lắm đó. Có muốn về thăm má thì tôi chở thẳng ra bến xe luôn nè. Má mở to mắt khi nhìn thấy tôi bước qua cửa. Rồi má dụi mắt, chắc má tưởng mình đang nằm mơ. Tôi la lên, đúng là con đây mà. Má nhoẻn miệng cười, rồi miệng má thành chữ A khi Hùng từ sau lưng tôi bước tới. Dạ, con chào dì. Bến xe ngày mưa lướt thướt, ai cũng co do và tôi cũng co do. Ánh mắt Hùng nhìn tôi tội nghiệp, xen lẫn lo lắng. Trời mưa đi một mình buồn lắm đó, cho Hùng đi với nghe. Tôi gật đầu, tại trời mưa thôi. Má tíu tít xách giỏ đi chợ, Hùng xăng xái vô bếp lột hành tỏi. Tôi ra vườn hái rau và nhìn thấy cái thang bằng tre già chắc nổi dựng ở góc vườn. Chắc lâu rồi không ai sử dụng nên mạng nhện răng đầy. Tôi nhớ lời ông bảy, để hai má con cua mạng nhện trần nhà và quét bụi bặm trên đầu tủ, chờ đàn bà con gái không nên leo trèo. Có gì cần thì cứ kêu bác, đừng ngại. Đừng ngại, đừng ngại, đừng ngại. Những lời nói đó đã lâu rồi. Tôi ngập ngừng đi ra đường, nhà ốc bảy ở cuối xóm. Con chó sủa vang khi tôi đứng lại trước cổng. Nó đã quên tôi rồi sao? Bỗng tôi thấy ngập ngùi, hay là tại tôi đang hồi hộp quá? Ông bảy túm cổ con chó lại. Người quen mà sao lại sủa? Rồi ông đi ra cổng, vẫn nụ cười đôn hậu, thân quen.
cháu đưa bạn về thăm má hả? Ông đã biết về sự xuất hiện của Hùng. Lẽ nào bấy lâu nay, dẫu không còn qua lại, ánh mắt ông vẫn luôn hướng về căn nhà của tôi, nơi chỉ có má ngày ngày vò võ vào ra ngóng những đứa con xa. Tôi muốn gục vào vai ông góc một trận. Tình yêu phải chăng là thứ tình cảm cứ còn mãi, còn mãi. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Về già, 9 giờ tối, ăn 2 hạt này, ngủ ngon đến sáng, tim khỏe như voi. Thưa quý vị, đừng dành cả đời làm việc để mua chiếc giường bệnh khi cuối đời. Hãy quan tâm sức khỏe của mình. Mỗi ngày, cơ thể chúng ta cần rất nhiều năng lượng để đảm bảo hoạt động của các cơ quan chức năng cũng như duy trì các hoạt động sống. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý là một chế độ ăn uống có thể đáp ứng đầy đủ năng lượng và những dinh dưỡng cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh. Để xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, chúng ta cần dựa vào nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Một số nguồn báo cáo rằng có thể ngăn ngừa đến 80% sớm bệnh tim, đột quỵ bằng cách thay đổi lối sống, chẳng hạn như tăng cường hoạt động thể chất, ăn uống lành mạnh để ngăn ngừa tăng huyết áp. Mỗi người nên ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt. Bạn ưu tiên chọn sản phẩm sữa không béo hoặc ít béo, cá, thịt, gia cầm, đậu, các loại hạt, dầu thực vật, hạn chế tiêu thụ chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đồ uống, thức ăn có chứa thêm đường. Nói tóm lại, dinh dưỡng là một phần rất quan trọng tạo nên một sức khỏe tốt. Bởi vậy, hôm nay Vạn Điều Ý Nghĩa sẽ chia sẻ đến quý vị hai loại hạt vô cùng bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, 9 giờ tối ăn hai loại hạt này, ngủ ngon đến sáng, tim khỏe như voi. Thứ nhất, quả óc chó. Thưa quý vị, quả óc chó rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều dầu rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, còn chứa nhiều protein, khoáng chất và vitamin có tác dụng bồi bổ cơ thể, phòng chống bệnh tật. Quả óc chó là một hạt có 15 loài khác nhau được trồng ở châu Âu, Bắc Phi, Đông Nam Á và Bắc Mỹ. Dầu từ hạt óc chó đã được sử dụng từ rất lâu trước đây để điều trị đau bụng, tiêu chảy, bệnh trĩ và làm dịu đường ruột. Y học dân gian thường sử dụng quả óc chó như là một chất khử trùng, làm xe, điều trị loét, mụn nước, chảy nắng và gầu. Quả óc chó chứa melatonin, một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp cơ thể khiến cảm thấy buồn ngủ vào ban đêm. Melatonin được tiết ra bởi tuyến tùng trong não giúp điều tiết hormone trong cơ thể, đóng vai trò điều chỉnh đồng hồ sinh học. Khi trời sáng, não bộ sản sinh ra ít melatonin, và khi trời tối, mức độ melatonin trong cơ thể tăng để chúng ta có thể đi vào giấc ngủ. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Texas, 1 gram quả óc chó chứa giữa 2,5 và 4,5 mg melatonin. Nghiên cứu của Đại học Maryland cho hay liều lượng melatonin trung bình mà một người trưởng thành cần để có giấc ngủ ngon là từ 1 đến 5 gram hàng ngày. Dưới đây là lợi ích của việc ăn quả óc chó mỗi ngày trước khi đi ngủ. 1. Cung cấp dinh dưỡng cho não. Ăn hai quả óc chó có thể giúp não bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. Quả óc chó có chứa một chất gọi là lecithin, có thể tích cấu trúc, đẩy sự phát triển của não bộ và kích thích sự hưng phấn của các dây thần kinh não bộ. Quả óc chó là sự lựa chọn tuyệt vời cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em và người lớn, những người thường xuyên hoạt động trí óc. 2. Trì hoãn lão hóa. Cả vitamin C và vitamin E trong quả óc chó đều là những chất chống oxy hóa khoa học,
và lành mạnh, đóng vai trò mạnh mẽ trong việc chống lại sự lão hóa của các gốc tự do. Vì vậy, đối với phụ nữ, nếu muốn duy trì hoàn lão hóa, tốt nhất nên ăn 2 quả óc chó trước khi đi ngủ. Kiên trì trong một thời gian, bạn sẽ thấy làn da ngày càng đẹp hơn, cơ thể tràn đầy sức sống tươi trẻ. 3. Bổ sung các nguyên tố vi lượng. Chúng ta đều biết nguyên tố vi lượng là những chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của vạn vật trên thế giới. Tuy hàm lượng các chất này không nhiều nhưng lại có vai trò quan trọng. Thiếu kẽm ở trẻ em có thể làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng phát triển của cơ thể, trí thông minh của não bộ. Hấp thu không đủ mangan có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của các dây thần kinh sọ và gây ra hiệu quả không thể khắc phục đối với sự phát triển bình thường của xương và sụn. Ăn 2 quả óc chó mỗi ngày trước khi đi ngủ có thể giúp chúng ta cung cấp các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể như kẽm, mangan, chrome. 4. Bảo vệ mạch máu, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Chất béo trong quả óc chó là một loại axit béo không no, tương đối tốt cho cơ thể. Có thể bảo vệ mạch máu của chúng ta và có tác dụng phòng ngừa tốt các bệnh về tim mạch. Chất béo trong quả óc chó thuộc loại tương đối tốt cho sức khỏe, nhưng hàm lượng của nó tương đối cao, nên không nên ăn quá nhiều. Vì vậy, bạn phải kiểm soát mức tiêu thụ trong cuộc sống hàng ngày. Không thể ăn quá nhiều quả óc chó một lúc, nên ăn 2 quả để không ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Ăn 1 vài quả óc chó trước khi đi ngủ cũng là một lựa chọn thay thế hoàn hảo cho 1 ly sữa ấm để nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Quả óc chó chứa melatonin, một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp cơ thể khiến cảm thấy buồn ngủ vào ban đêm. Lưu ý, nếu bị mất ngủ, tuyệt đối không sử dụng bất kỳ thực phẩm, thảo dược hoặc thuốc nào mà chưa có sự đồng ý của bác sĩ của bạn. Quả óc chó không dành cho tất cả mọi người vì một số trường hợp có nguy cơ bị dị ứng nghiêm trọng khi ăn loại quả này và tốt nhất vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị. Ăn 1 vài quả óc chó trước khi đi ngủ cũng là một lựa chọn thay thế hoàn hảo cho 1 ly sữa ấm để cơ thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cần hiểu, hạt óc chó không phải là một phương pháp điều trị cho chứng mất ngủ. Mất ngủ là một dạng rối loạn giấc ngủ. Người bệnh rơi vào tình trạng không thể đi vào giấc ngủ chập chờn, khó duy trì hoặc ngủ dậy vẫn cảm thấy mệt. Triệu chứng thường gặp của chứng mất ngủ bao gồm luôn thức dậy vào lúc nửa đêm, thức dậy quá sớm, mệt mỏi trong ngày, kích thích, trầm cảm, đau đầu căng thẳng và khó khăn sự tập trung. Để điều trị mất ngủ, tốt nhất nên tới bệnh viện để thăm khám, để xác định nguyên nhân cụ thể và tư vấn cách điều trị phù hợp. Tốt nhất, người bị mất ngủ vẫn nên tới bệnh viện để khám, xác định nguyên nhân và tư vấn cách điều trị phù hợp. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng hạt óc chó để có giấc ngủ ngon hơn. Lưu ý rằng, quả óc chó được coi là một thực phẩm gây dị ứng, thậm chí có thể gây ra phản ứng phản vệ ở một số người. Với những người bị dị ứng với các loại hạt, nên tránh tiêu thụ óc chó vì một phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Dấu hiệu phổ biến của phản ứng dị ứng bao gồm khó thở, nhịp tim tăng lên, buồn nôn, phát ban, nghẹt mũi và sưng mặt. Thứ hai, hạnh nhân. Hạnh nhân là một loại hạt có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các chuyên gia khẳng định rằng hạnh nhân có thể giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ. Điều này là do hạnh nhân là nguồn cung cấp hormone melatonin, hoạt chất có vai trò điều chỉnh đồng hồ sinh học bên trong cơ thể và báo hiệu cơ thể chuẩn bị cho giấc ngủ. Ngoài ra, hạnh nhân cũng chứa nhiều magie, chất khoáng có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là đối với những người bị mất ngủ. Vai trò của magie trong việc thúc đẩy giấc ngủ được cho là có liên quan đến khả năng giảm viêm của nó.
Ngoài ra, nó có thể giúp giảm mức độ hormone cortisol, hoạt chất được biết là gián đoạn giấc ngủ. Những tác dụng tiềm ẩn liên quan đến giấc ngủ của hạnh nhân vẫn cần những nghiên cứu sâu rộng trên con người. Tuy nhiên, sự bổ dưỡng của nó, quý vị hãy thử ăn khoảng một nắm hạnh nhân trước khi đi ngủ để thấy được sự hiệu quả tuyệt vời của nó. Trong hạnh nhân có chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể, điển hình như chất xơ, các vitamin E, B, canxi, hàm lượng cao protein, omega và cả những hoạt chất chống oxy hóa. Với hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao, hạt hạnh nhân được lựa chọn là một trong những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và phòng chống lại nhiều loại bệnh tật khác nhau. Một số những hoạt động tuyệt vời mà hạnh nhân mang lại. Sau đây là những công dụng bất ngờ của hạt hạnh nhân đối với sức khỏe. 1. Tốt cho tim mạch. Ở trong hạt hạnh nhân có chứa nhiều chất béo tốt, các hoạt chất chống oxy hóa và cả vitamin E cùng chất xơ có thể kiểm soát được tình trạng rối loạn lipid máu. Đồng thời chúng ta cũng ngăn chặn được sự gia tăng của cholesterol xấu LDL và giảm tình trạng mỡ máu cao. Tuy nhiên, hàm lượng cholesterol HDL vẫn sẽ được duy trì ở mức độ cho phép trong cơ thể. Flavonoid trong loại hạt này có rất tốt cho sức khỏe tim mạch, đồng thời cũng bảo vệ khỏi những yếu tố gây tác hại. Ăn hạt hạnh nhân thường xuyên còn giúp ngăn chặn được việc hình thành những màng xơ vữa động mạch. Chúng cũng sẽ ngăn ngừa được quá trình tích tụ những màng bám có hại này. Những chất béo tốt trong hạnh nhân sẽ không gây ảnh hưởng cho người bị mỡ máu cao hoặc béo phì. Ngược lại, chúng còn rất tốt cho sức khỏe, bảo vệ người bệnh khỏi nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ. 2. Giảm tỷ lệ mắc ung thư và viêm. Hạnh nhân có chứa một lượng lớn vitamin E, có khả năng làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, gamma tocopherol hay một dạng khác của vitamin E cũng rất có ích đối với công cuộc bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi quá trình oxy hóa. Chúng được ví như một hoạt chất chống lại sự tấn công của các gốc tự do và những chất chống oxy hóa có liên quan đến tế bào ung thư, trong đó bao gồm cả bệnh ung thư tuyến tiền liệt đối với nam giới và bệnh ung thư vú đối với nữ giới. 3. Giúp não hoạt động tốt hơn. Một lợi ích nổi bật khác của hạt hạnh nhân chính là giúp cho não bộ được hoạt động trong trạng thái tốt nhất. Một dưỡng chất đặc biệt được tìm thấy ở trong hạnh nhân chính là riboflavin và L-carnitine. Cả hai loại dưỡng chất này đều có những tác động tích cực đối với não bộ. Chúng còn giúp tăng sự nhận thức tốt hơn. Thêm vào đó, các protein nạc cũng sẽ có công dụng giúp phục hồi lại những tế bào thần kinh đang bị tổn thương. Chính những lợi ích này mà hạt hạnh nhân được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng trong các bữa ăn của người già. Sử dụng thường xuyên sẽ giúp hạn chế nguy cơ bị viêm nhiễm, giúp bảo vệ não bộ, đồng thời cũng ngăn ngừa khả năng bị Alzheimer. Có khá nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong hạnh nhân có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho não bộ. Trong đó, omega 3 sẽ giúp cho chỉ số thông minh được tăng lên. Còn kẽm sẽ có tác động bảo vệ não bộ, tránh khỏi các tác động gây hại. Vậy nên, các bố mẹ nên bổ sung loại hạt này vào các bữa ăn hàng ngày cho con nhỏ để gia tăng nhận thức cũng như phát triển tư duy của bé. 4. Tốt cho làn da. Hạnh nhân được xem như là một loại thực phẩm cực kỳ tốt đối với sức khỏe của làn da, với hàm lượng lớn các vitamin, đặc biệt là nhóm E, cùng các chất chống oxy hóa, chúng sẽ giúp cải thiện tốt nhất tình trạng của làn da. Đồng thời, nhờ chất chống oxy hóa mà làn da cũng làm chậm lại quá trình lão hóa. Vitamin E trong hạnh nhân sẽ giúp tái tạo và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Các vết rám nắng cũng sẽ được làm dịu, mụn trứng cá cũng sẽ được cải thiện hơn.
các dưỡng chất khác gồm catechin, epicatechin và flavonoid sẽ giúp cho làn da được bảo vệ khỏi tia UV một cách hiệu quả nhất. Những dưỡng chất này còn giúp cho những làn da đang bị tổn thương được phục hồi nhanh chóng. Làn da được giữ sự căng bóng và luôn luôn tươi trẻ. Mặc dù hạt hạnh nhân được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng vì chúng rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng bên cạnh những ưu điểm nổi trội thì loại hạt này cũng mang đến một số tác dụng phụ nếu sử dụng quá nhiều. Cụ thể, có một số vấn đề mà mọi người cần lưu ý như sau. 1. Phản ứng với thuốc. Một số người đang sử dụng thuốc mà lại ăn hạt hạnh nhân cùng lúc có thể gây nên những phản ứng với dòng thuốc hiện đang uống. Nguyên nhân là vì mangan có ở trong hạnh nhân gây ra những phản ứng đó. Nếu ăn quá nhiều hạt hạnh nhân và bổ sung thêm các loại thức ăn khác có chứa mangan thì sẽ gây nên nhiều phản ứng khác. Cụ thể, một số dòng thuốc có thể gây nên phản ứng như thuốc an thần, nhuận tràng, huyết áp hoặc các loại thuốc trung hòa axit trong dạ dày và một số dòng thuốc kháng sinh nhất định. 2. Tăng cân. Trong bảng thành phần của hạnh nhân có một lượng lớn calorin và các chất béo tự nhiên. Khi ăn quá nhiều hạnh nhân có thể gây nên tình trạng tăng cân và béo phì. Tính trung bình, cứ khoảng 100 gram hạnh nhân thì có chứa khoảng 597 calorin cùng với 50 gram chất béo. Vì vậy, mỗi ngày khi bổ sung thêm 90 gram đến 100 gram hạnh nhân thì cơ thể sẽ rất nhanh chóng tăng thêm khoảng 0,5 kg chỉ trong một tuần. Vì vậy, nếu bạn ăn nhiều hạnh nhân thì sẽ làm ảnh hưởng đến cân nặng đối với những người đang muốn giảm cân và bị tiểu đường. Không dừng lại ở đó, vì lượng chất béo cao nên khi ăn nhiều hạnh nhân, các chất béo này sẽ chuyển hóa sang thành calo và tích tụ trong cơ thể ở dạng mỡ thừa. Vì vậy, theo lời khuyên của các chuyên gia, thì mỗi ngày một người chỉ nên ăn tối đa 23 hạt để duy trì trạng thái tốt nhất cho sức khỏe. 3. Có những ảnh hưởng không tốt đến dạ dày và đường ruột. Hạt hạnh nhân có chứa nhiều khoáng chất, vitamin và cũng rất nhiều chất xơ. Trung bình cứ khoảng 30 gram hạnh nhân thì sẽ có 3,5 gram chất xơ. Nếu mỗi người bổ sung lượng hạnh nhân phù hợp thì sẽ giúp cho hệ đường ruột và tiêu hóa luôn được khỏe mạnh. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều hạnh nhân thì cơ thể sẽ phải nạp một lượng lớn chất xơ khiến bạn gặp phải các triệu chứng khó chịu như bị đầy bụng, khó tiêu hoặc táo bón. Vì vậy, nếu đã lỡ ăn quá nhiều hạt hạnh nhân thì bạn hãy bổ sung thêm thật nhiều nước để hạn chế tình trạng đầy hơi hoặc khó tiêu. Việc sử dụng hạnh nhân đều đặn với một liều lượng vừa đủ sẽ giúp cho cơ thể cải thiện được đáng kể. Ngược lại, nếu sử dụng quá mức thì cơ thể sẽ gặp phải những tác dụng phụ khác. Quý vị thân mến, nếu như bạn thường xuyên bị mất ngủ, rất khó để có thể chìm vào giấc ngủ say, hãy bổ sung vào thực đơn, ăn uống ngay 15 loại thực phẩm giúp ngủ ngon, chữa mất ngủ, cải thiện giấc ngủ tốt hơn sau đây nhé. 1. Anh đào chua. Một trong những loại thực phẩm đầu tiên bạn nên bổ sung vào danh sách thức ăn hàng ngày để cải thiện giấc ngủ chính là quả anh đào chua. Theo một nghiên cứu gần đây tại Mỹ cho biết, một nhóm nhỏ phụ nữ lớn tuổi thường xuyên bị mất ngủ đã thử uống khoảng 240mg nước ép anh đào chua 100% và một nhóm khác uống các loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ vào một lúc trước khi ngủ khoảng 1 đến 2 giờ. Sau 2 tuần, kết quả cho thấy rằng những người lựa chọn uống nước ép anh đào chua mỗi ngày đã cải thiện giấc ngủ lên đến 1,5 tiếng đồng hồ mỗi đêm, nhiều đêm còn hơn so với những người không uống. Cũng theo nghiên cứu này, 240ml nước ép anh đào chua hoặc 400g anh đào khô chứa đến 140 calo. Đồng thời trong loại quả này còn chứa hormone melatonin, chất có khả năng thúc đẩy giấc ngủ.
phytochimica B2 mang đến sự bảo vệ cho các axit amin tryptophan trong máu và tạo ra được melatonin trong cơ thể. Chính vì thế, đây chính là loại thực phẩm cải thiện giấc ngủ mà bạn không nên bỏ qua. 2. Chuối và bơ hạnh nhân. Chuối là một trong số ít những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng giúp ngủ tốt hơn mà bạn nên bổ sung vào thực đơn của mình. Bởi trong chuối không những giàu kali mà còn có serotonin, chất dẫn truyền tinh thần kinh mà cơ thể con người có thể sử dụng một ít để tạo thành melatonin, giúp cho việc giấc ngủ trở nên dễ dàng hơn. Trong hạnh nhân và bơ cũng có chứa một lượng nhỏ melatonin và nguồn chất béo lành mạnh, vitamin E, magie tốt cho cơ thể. Hãy dùng một trái chuối quết bơ hạnh nhân thơm ngon, mỗi muỗng khoảng 16 gram vào bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ, khoảng 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ để luôn có giấc ngủ ngon và sâu. 3. Kiwi. Đã có một cuộc thử nghiệm thực tế đối với 24 người thường xuyên bị các cơn mất ngủ dày vò. Những người này được cho ăn 2 quả kiwi trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, thực hiện đều đặn trong vòng 1 tháng ròng và luôn đeo trên tay chiếc đồng hồ để theo dõi giấc ngủ. Kết quả cho thấy rằng thời gian đi vào giấc ngủ được rút ngắn đến 35% thời lượng giấc ngủ đã kéo dài hơn 13% và ngon hơn 55% so với những ngày bình thường. Kiwi có thể trở thành một món ăn nhẹ, thỏa mãn cơn đói khi dần về đêm mà bạn không cần quá lo lắng. Bởi loại quả này rất giàu vitamin C, khoảng 190% lượng khuyến cáo và rất ít calo. Trường hợp bạn ăn đến 2 quả kiwi bóc vỏ thì chỉ chứa 93 calo, 5 gram chất xơ. Kiwi có chứa nguồn serotonin tự nhiên, giúp thúc đẩy thư giãn thần kinh để ngủ ngon hơn, đồng thời giúp kiềm chế sự thèm ăn, cực tốt cho những ai đang có kế hoạch ăn kiêng, giảm cân. Chính vì thế, nếu bạn đang có một chế độ giảm cân, thì bên cạnh việc lựa chọn các thực phẩm ăn kiêng phù hợp, kiwi cũng là loại trái cây bạn nên sử dụng thường xuyên bạn nhé. Với vị chua ngọt riêng biệt của mình, kiwi luôn là loại quả ngon mà bạn nên đưa vào danh sách những loại thực phẩm tốt cho giấc ngủ để giúp bản thân hoặc những người thân bị chứng mất ngủ, khó ngủ, có được chất lượng giấc ngủ tốt nhất. 4. Quả hồ chanh. Một nắm tay tương đương 28 gram quả hồ chanh, hay còn gọi là hạt rẻ cười, có vỏ chứa nhiều melatonin, thúc đẩy giấc ngủ đến nhanh chóng. Lượng calo có trong loại quả này chỉ ở mức 160 calo, 6,5 mg melatonin chứa trong quả hồ chanh sẽ giúp tăng chất lượng giấc ngủ của bạn. Bên cạnh đó, khi ăn loại quả này thường xuyên cũng giúp làm giảm nguy cơ béo phì, thừa cân, bởi trong nó có chứa đến 3 gram chất xơ hòa tan nhiều hơn bất cứ loại hạt nào có dầu, 23% protein và 13% carbon hydrate. Có thể sử dụng quả hồ chanh như thực vật ăn vặt buổi tối trước khi đi ngủ để bạn có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ ngon hơn. 5. Câu kỳ tử. Bạn có thể lựa chọn câu kỳ tử, một trong những loại hạt sấy khô ngon, tốt cho cơ thể. Chỉ cần ăn một lượng khoảng 20 gram trước khi ngủ, kèm theo một cốc nước mát sẽ giúp cải thiện giấc ngủ sâu hơn. Loại hạt này rất nhiều phù hợp cho người lớn tuổi, những ai có vấn đề với giấc ngủ hàng đêm. Không chỉ có công dụng tốt cho việc chữa trị mất ngủ, câu kỳ tử còn có thể cải thiện việc khô miệng khi ngủ, giúp tinh thần sảng khoái, vui vẻ, minh mẫn vào sáng hôm sau khi ngủ dậy. Bên cạnh đó, nó còn giúp ăn dưỡng tinh thần, mang đến sức khỏe tốt, làn da đẹp, tốt cho mắt. Nên nhai trực tiếp câu kỳ tử rồi uống nước lọc tráng miệng, hoặc nếu không nhai được thì nên nghiền rồi ngâm vào trong cốc nước mát, sau đó uống nước và nuốt cả bã
để đạt được kết quả tốt nhất. 6. Bánh quy giòn và phô mai. Trong phô mai thơm ngon có chứa nguồn chitophan. Kết hợp với bánh quy giòn sẽ cho ra hợp chất có thể sử dụng để tạo ra serotonin và melatonin, giúp ngủ ngon và sâu hơn. Đây là bữa ăn nhẹ tuyệt vời dành cho những ai đang kiếm loại thực phẩm giúp ngủ ngon. Sự kết hợp của protein từ phô mai và carb từ bánh quy giòn hỗ trợ lượng đường trong máu được ổn định và sản xuất các hóa chất hỗ trợ giấc ngủ. Hơn nữa, 4 chiếc bánh quy giòn và 1 que phô mai 28 gram chỉ chứa 150 calo nên những ai ăn kiêng cũng không cần lo lắng quá nhiều khi sử dụng chúng. 7. Ngũ cốc nóng. Thông thường, một cốc ngũ cốc thơm ngon, bổ dưỡng chỉ dùng vào buổi sáng. Tuy nhiên, đây cũng là loại thức uống có thể dùng vào ban đêm để ngủ ngon hơn. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch có chứa nhiều chất xơ, vitamin, nguồn melatonin tự nhiên, tác động tốt đến sức khỏe hệ tiêu hóa, ức chế thèm ăn, đồng thời mang đến hiệu quả tốt cho giấc ngủ. Bạn có thể sử dụng ngũ cốc nguyên hạt để nấu và dự trữ trong tủ lạnh, dùng dần vào buổi đêm trước khi đi ngủ một tiếng. Có thể uống không hoặc kết hợp với một ít sữa ngon và topping, hay thêm một muỗng nho khô để bữa ăn ngon miệng hơn. Melatonin trong các loại ngũ cốc như yến mạch và lúa mạch hỗ trợ giấc ngủ tốt, và 3 trên 4 chén 175 gram bột yến mạch nấu chín được làm bằng nước chỉ có 124 calo mà thôi. Do đó, những ai đang giảm cân cũng có thể yên tâm sử dụng. 8. Hỗn hợp hạt và trái cây khô. Trái cây sấy khô, các loại hạt khô là lựa chọn lành mạnh điển hình cho danh sách thực phẩm giúp ngủ ngon. Một số thành phần hỗn hợp đường mòn, chẳng hạn như quả óc chó và quả Nam Việt quất khô, bên cạnh việc cung cấp chất béo lành mạnh, vitamin B và khoáng chất, trong những thực phẩm này có chứa melatonin, giúp người ăn có thể ngủ ngon hơn. Sử dụng 1/4 cốc 38 gram hỗn hợp các loại hạt và trái cây khô chỉ thường chứa khoảng 173 calo mà thôi. Bạn hãy chú ý cân bằng thành phần các loại hạt, trái cây khô để tránh làm tăng quá nhiều calo khi ăn. 9. Sữa chua. Sữa chua nguyên chất, lên men hoàn toàn tự nhiên hay thức uống men dinh dưỡng có chứa hàm lượng canxi, protein tuyệt vời, rất tốt cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên. Đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến xương khớp, hệ thần kinh, đồng thời giúp bạn cải thiện những chất lượng giấc ngủ. Lời khuyên dành cho bạn, nên ăn loại sữa chua có kết hợp các hương vị trái cây để ăn ngon và cung cấp nhiều dinh dưỡng hơn. 10. Ngũ cốc. Trong ngũ cốc có chứa hàm lượng tinh bột cao nhưng lại có ít đường, nên đây cũng là loại thực phẩm mà bạn nên bổ sung vào bữa ăn đêm nhẹ để có giấc ngủ tốt hơn. Việc uống ngũ cốc khoảng 1 tiếng trước khi đi ngủ sẽ làm tăng cường chất serotonin có trong não bạn, giúp tâm lý thần kinh được ổn định hơn, từ đó dễ ngủ hơn và ngủ được sâu hơn. Bên cạnh đó, ngũ cốc cũng rất tốt cho những người mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường và cao huyết áp. 11. Hạt bí ngô. Trong hạt bí ngô rất giàu magie và chitophan, giúp tạo ra melatonin trong não, hỗ trợ giấc ngủ, đặc biệt sẽ rất tốt khi ăn với các loại hạt khô như nho khô hoặc trái cây tươi, sạch. Một trong những nghiên cứu với 25 người trong vòng 1 tuần được sử dụng thường xuyên mỗi ngày 250 mg chitophan từ hạt bí ngô cho thấy giấc ngủ của họ đã được cải thiện lên đến 5% so với ngày bình thường, đồng thời ngủ sâu hơn bởi số lần thức giấc giữa các giấc ngủ đã được giảm đi khá nhiều. 12. Đậu nành luộc. Đậu nành xanh thuộc là loại thực phẩm giàu protein, amino acid, chitophan.
được những người Nhật Bản ưa chuộng trong các bữa ăn của mình. Kết hợp ăn đậu nành luộc với loại bánh mì nguyên liệu an toàn hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt sẽ làm cho bữa ăn của bạn thêm nhẹ bụng, nhưng lại nhiều dinh dưỡng. Và quan trọng là sự kết hợp giữa các loại thực phẩm này sẽ tạo ra nguồn melatonin cần thiết cho việc tăng hiệu quả của giấc ngủ. Bạn có thể ăn đậu nành xanh luộc hoặc loại đông lạnh tươi sống hay rang khô, nhưng cần lưu ý kỹ nếu bạn ăn kiêng hay đang trong chế độ giảm cân, bởi đậu nành rang chứa nhiều calo hơn so với hai loại còn lại. 13. Trứng. Một quả trứng gà được kiểm dịch nghiêm ngặt, an toàn khi sử dụng, loại lớn chứa 72 calo, cung cấp thêm 6 gram protein giúp thỏa mãn cơn đói và 83 mg chitophen, tốt cho não để cải thiện giấc ngủ cho những ai đang bị căn bệnh này quấy rối mỗi đêm. Có nhiều cách để chế biến món trứng ăn đêm, bạn có thể tham khảo như đem đi luộc chín và để sẵn trong tủ lạnh dùng dần, hoặc có thể chế biến món trứng trộn salad với dầu giấm chiết xuất thành phần an toàn cùng với các loại rau củ quả tươi ngon để tăng chất lượng chất xơ protein cho cơ thể. 14. Sâu tây và phô mai. Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn nhẹ phục vụ các bữa ăn nhẹ buổi tối trước khi đi ngủ mà không cần lo lắng đến calo, thì nên chọn quả dâu tây. Dâu tây có nguồn vitamin C lớn, đồng thời có chứa một lượng melatonin đáng kể, có tác dụng tuyệt vời cho việc thúc đẩy giấc ngủ ngon cho những ai thường xuyên thức. Hãy bắt đầu buổi ăn đêm nhẹ trước khi đi ngủ một tiếng với một cốc 166 gram dâu tây cắt lát chứa 53 calo và 28 gram phô mai bổ sung 94 calo, 6 gram protein để kìm hãm cơn đói bụng một cách kịp thời. Dâu tây và phô mai là bộ đôi thực phẩm chữa mất ngủ hữu hiệu mà bạn nên tham khảo sử dụng thường xuyên bạn nhé. 15. Sinh tố trái cây. Uống một ly sinh tố được trộn với sữa óc chó giàu dinh dưỡng sẽ giúp cung cấp protein, phát triển cơ bắp và chitophen được sử dụng để tạo ra các chất thúc đẩy giấc ngủ. Một ly sinh tố khoảng 240ml với một gói sữa béo. Nếu có thể, hãy chọn dứa để thức uống thêm ngon miệng và tăng hiệu quả giấc ngủ hơn bởi trong dứa có nhiều melatonin. Quý vị thân mến, chế độ ăn uống chúng ta chọn có tác động đáng kể đến sức khỏe tổng thể và hạnh phúc của chúng ta. Bằng cách ưu tiên thực phẩm tốt cho sức khỏe, có nguồn gốc thực vật, chúng ta có thể cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khác nhau. Một chế độ ăn uống bổ dưỡng, cân bằng và đa dạng, bao gồm các loại thực phẩm như rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh, có thể mang lại nhiều lợi ích. Thực phẩm từ thực vật, đặc biệt giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. Trong cuộc sống, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn thực phẩm để đưa vào cơ thể. Tuy nhiên, tiêu thụ thực phẩm lành mạnh, có lợi cho sức khỏe mới giúp bạn có được cuộc sống và sức khỏe tốt đẹp hơn từng ngày. Những thực phẩm tốt cho sức khỏe có mặt ở khắp nơi, dễ tìm, dễ mua, nên hãy giúp cơ thể mình được sống vui, sống khỏe mỗi ngày bạn nhé. Có rất nhiều ý kiến trái chiều khi nói đến việc ăn vặt vào ban đêm và liệu nó có tốt cho sức khỏe hay không. Quan điểm của nhiều nhà khoa học là việc ăn đêm có lợi hay có hại còn tùy thuộc vào loại thực phẩm chúng ta tiêu thụ. Những loại thực phẩm có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ rất tốt cho việc giảm cân. Ngay cả khi đang ngủ, cơ thể của chúng ta cũng cần năng lượng để hoạt động vì nó đang trong quá trình hồi phục sau những hoạt động từ ngày hôm trước. Khi chúng ta đang ngủ gói, đi ngủ, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái thiếu năng lượng. Điều này dẫn đến việc cơ thể giữ lại carb,
và chất béo thay vì sử dụng nó làm nhiên liệu. Chọn đồ ăn nhẹ, dễ ngủ, có nhiều chitophen và melatonin không chỉ tốt cho chúng ta mà còn làm giúp giảm cơn đói và cung cấp cho cơ thể năng lượng cần thiết để phục hồi vào ban đêm. Ngủ đủ giấc rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Một số loại thức ăn và đồ uống có thể hữu ích để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Điều này là do chúng có chứa các hormone giúp điều hòa giấc ngủ và các chất hóa học trong não, chẳng hạn như melatonin và serotonin. Một số thực phẩm và đồ uống khác lại chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng bao gồm magie và melatonin. Được biết là có tác dụng tăng cường giấc ngủ bằng cách giúp chúng ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn hoặc ngủ lâu hơn. Để đạt được những lợi ích của thực phẩm giúp tăng cường giấc ngủ thì tốt nhất là bạn nên tiêu thụ chúng từ 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ. Ăn ngay trước khi ngủ có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, chẳng hạn như trào ngược dạ dày, thực quản. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đói, lại thêm chứng mất ngủ vào ban đêm, thay vì cáu gắt hay khó chịu, hãy thử ăn qua các loại thực phẩm giúp ngủ ngon mà chúng tôi gợi ý ở trên. Thường xuyên chế biến và ăn các loại thực phẩm này sẽ giúp kìm chân của bạn trước khi bạn chạy đến mở tủ lạnh và ăn ngấu nghiến những loại đồ ăn nhanh chứa nhiều calo, chất béo, đường không tốt cho cơ thể. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.